Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người Đưa Tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thế Anh và Yến Ngọc sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Rùa biển quý hiếm xuất hiện tại vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Lời cảnh báo cẩn trọng với các hội nhóm tự phát trên mạng xã hội. Ba người ở Kiên Giang nguy kịch do ngộ độc rượu. Bé trai 4 tuổi bị xe tải tông tử vong sau khi ngã ra từ xe máy. Một đối tượng lãnh 12 năm tù vì dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng này, tàu Metro số 1 dự kiến chạy thử toàn tuyến với lộ trình gần 20 km từ ga Suối Tiên đến Bến Thành sau thời gian thử nghiệm các đoạn trên cao. Đây là lần đầu tàu Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên chạy thử nghiệm toàn tuyến cả trên cao và đi ngầm. Để đảm bảo an toàn khi chạy thử, số người lên tàu được giới hạn không quá 20. Cuối năm 2022, tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên đã chạy thử đoạn trên cao từ ga bến xe Suối Tiên đến ga Bình Thái dài khoảng 9 km. Sau đó, đoàn tàu cũng đã được chạy thử nghiệm các đoạn trên cao cho người dân trải nghiệm. Lễ Quốc khánh 2 tháng 9 đang đến gần, vận tải hành khách đường bộ, đường sắt được dự báo sẽ sôi động. Theo đánh giá của công ty cổ phần Bến xe Hà Nội thì dịp nghỉ lễ này dài nên nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng mạnh. Cụ thể, tại bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 12.000 lượt mỗi ngày, tăng 200% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến là 900 lượt xe mỗi ngày. Tại bến xe Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 4.000 lượt khách mỗi ngày, tăng khoảng 200% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến là 400 lượt xe một ngày. Trong khi đó, tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 15.000 lượt mỗi ngày, tăng hơn 250% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến là hơn 900 lượt xe mỗi ngày. Dự kiến lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối 31 tháng 8 đến hết ngày 5 tháng 9. Một cá thể rùa biển quý hiếm vừa xuất hiện ở vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Mới đây, khi đang cùng nhóm bạn đi thuyền ra biển thuộc đảo Cô Tô Con, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, anh Ngô Gia Mạnh, 20 tuổi, trú xã Đồng Tiến, đã phát hiện cá thể rùa nặng khoảng 20 kg nổi lên mặt nước nhiều lần, chỉ cách tàu khoảng 50 m. Theo nghiên cứu, rùa biển có đặc điểm thường tìm các bãi cát sạch để đẻ trứng và mồi sinh sản. Hiện tượng rùa biển xuất hiện ở Cô Tô cho thấy môi trường biển đang tốt lên rõ rệt. Vùng biển Cô Tô, đảo Trần thuộc huyện đảo Cô Tô là một trong 16 khu vực biển được quy hoạch thuộc hệ thống khu bảo tồn biển quốc gia do có mức độ đa dạng sinh học cao, nguồn lợi thủy sản và các giá trị tự nhiên khác phong phú đa dạng. Những ngày qua, nhiều tàu cá của ngư dân Khánh Hòa đã trở về cập cảng sau khi trúng đậm các loại hải sản. Đặc biệt có tàu đã đánh bắt được cá mú đen và cá cờ biển khổng lồ, hai loại cá rất được thị trường ưa chuộng. Ghi nhận tại cảng cá Hòn Trớ, thành phố Nha Trang, ngoài các tàu đánh bắt trở về với đầy ắp sản lượng cá các loại, có vài tàu cá của ngư dân đã trúng luồng cá mú đen khổng lồ hiếm thấy với mỗi con nặng từ 50 đến gần 100 kg. Bên cạnh đó, cũng có nhiều tàu đánh bắt được cá cờ biển với trọng lượng lớn hơn so với cá cờ thường thấy. Với giá bán cho bạn hàng ngay tại cảng trên dưới 150.000 đồng một ký đối với cá mú đen và trên dưới 200.000 đồng một ký đối với cá cờ biển, bà con ngư dân phấn khởi vì có thu nhập khá sau chuyến biển dài ngày. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm tự phát, mạo nhận là hội sinh viên các trường đại học cao đẳng, thậm chí mạo danh giảng viên. Một khi các em sinh viên tin vào các hội nhóm tự phát trên mạng xã hội, sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gặp rủi ro. Vậy đó là những nguy cơ nào và cách phòng ngừa ra sao? Câu trả lời sẽ có trong lời cảnh báo ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Ngoài thông tin về trường mình theo học thì các hội nhóm sinh viên trên mạng xã hội cũng được rất nhiều sinh viên tìm hiểu. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng thì rất dễ rơi vào bẫy của những đối tượng xấu. Nhất là khi các hội nhóm này được đổi tên, làm mới liên tục để thu hút sinh viên khóa mới. Để lấy được lòng tin, những đối tượng xấu còn đóng vai sinh viên khóa trên, mời các bạn sinh viên vào nhóm nhằm giới thiệu về các hoạt động ngoại khóa giao lưu. Sau khi quen dần sẽ tìm cách lấy thông tin như số điện thoại, căn cước công dân nhằm mục đích xấu. Cũng lo lắng cái sự nghi những cái thông tin giả mạo đó. Mình đưa con nó lên để đến trường để tìm hiểu cho nó kỹ hơn, chứ để nhiều khi những cái thông tin giả mạo nhiều quá rồi không nắm bắt được. Đúng là mình có lo lắng, mình phải có sự tin lọc xem đó có là chính chủ hay không. Thật ra thì nó có rất là nhiều những cái lý do, mà nguyên nhân ví dụ như là tham gia những cái hội nhóm mà không có chính thống của các đơn vị hoặc là của các trường học đấy, thì có thể sẽ bị dẫn dụ, ví dụ như là nạp tiền học thêm nè, rồi bị lừa nè. Thứ hai nữa là có thể là bị thu thập thông tin dữ liệu cá nhân. Một số cái đối tượng thì còn dẫn dụ nạn nhân đi vào những cái đường link giả mạo các trường đại học, hoặc là tham gia những cái bình chọn sinh viên, học sinh, rồi bắt đầu là sẽ lấy cấp tài khoản mạng xã hội và chiếm đoạt tài sản. Ngoài việc tự tạo các hội nhóm sinh viên, tình trạng mạo danh các giảng viên, thành viên ban giám hiệu các trường cao đẳng đại học cũng xảy ra. Mới đây, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo cảnh báo về việc xuất hiện các tài khoản mạo danh ban giám hiệu, lãnh đạo, giảng viên của trường. Mặc dù chưa biết mục đích của những người giả mạo này là gì, nhưng để tránh những hệ lụy xấu, nhà trường phải lên tiếng cảnh báo. Tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thì trong thời gian qua cũng đã có xuất hiện tình trạng mạo danh tài khoản của một số thầy cô trong trường, hoặc là lập một số hội nhóm tự phát để tiếp cận cái thông tin từ các bạn sinh viên. Có thể thấy, đối tượng mà các hội nhóm này nhắm đến là các bạn tân sinh viên, vì khả năng nhận biết được các dấu hiệu hành vi lừa đảo chưa cao. Và khi thu thập được thông tin cá nhân của các bạn tân sinh viên, các hội nhóm này thường có mục đích không tốt, như tung tin về các kỳ thi đầu vào khiến các bạn sinh viên hoang mang. Tiếp đó, chúng bán các khóa học liên quan đến kỳ thi đầu vào và liên tục nhắn tin gọi điện mời chào tham gia các khóa học. Ngoài ra, có rất nhiều sinh viên có mong muốn tìm việc làm thêm. Đánh vào tâm lý này, các đối tượng cũng dụ dỗ các em vào đường dây đa cấp. Hậu quả các em vừa mất tiền, mất đi mối quan hệ do tiếp tay cho các đối tượng này để dụ dỗ hoặc lừa người khác cùng tham gia. Và sau đó là việc học cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là phải nghỉ học. Thì cái việc giả mạo đó thì sẽ gây ảnh hưởng, ví dụ như là có thể đăng tải những cái thông tin sai lệch về ví dụ như điểm chuẩn này của thí sinh này, làm ảnh hưởng đến uy tín của trường. Cũng có thể là một số cái trang Facebook hoặc Zalo đăng tải những cái thông tin tuyển dụng rồi lôi kéo các bạn là học sinh sinh viên vào các đường dây ví dụ như lừa đảo này, đa cấp chẳng hạn, hay là tìm phòng trọ ma, bán các khóa học. Các bạn sẽ bị, thứ nhất là bị mất thời gian này, mất tiền này, nhiều khi lại còn phải bỏ dở cái việc học giữa chừng nữa. Đối với các bạn thí sinh, đối với phụ huynh hoặc là đối với các bạn sinh viên ấy, thì khi chúng ta tiếp cận các cái nguồn thông tin trên mạng xã hội thì chúng ta phải, đầu tiên là chúng ta cần phải xác thực các cái thông tin khi mình tiếp cận. Cái thứ hai nữa là thường thì để chúng ta xác nhận các cái thông tin đó một cách chính xác nhất thì chúng ta nên chủ động vào các cái trang thông tin chính thống, ví dụ như là website này, hoặc là các cái số điện thoại hotline do các cái trường đại học cung cấp. Hiện nay thì tất cả các cái cơ sở đều cung cấp những cái số hotline, số đường dây nóng để thí sinh có thể liên hệ khi cần. Và tất cả những cái thông tin về hoạt động của nhà trường, về thông tin tuyển sinh thì đều được đăng tải trên các cái website. Và trong trường hợp cần thêm những cái nguồn thông tin thì các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp tại trường để chúng ta có thể tìm hiểu. Hiện nay để hỗ trợ sinh viên mới, ngoài các thông tin được cập nhật liên tục trên website, trang mạng của trường, thì nhiều trường đại học cao đẳng, trường nghề cũng tổ chức các bàn tư vấn hỗ trợ tân sinh viên ngay tại trường. Vì vậy, các bạn tân sinh viên hay phụ huynh muốn tìm hiểu thêm hoặc cần hỗ trợ về nhà trọ, việc làm thêm, có thể trực tiếp nhờ tư vấn. Trong trường hợp tìm hiểu qua mạng, cần tỉnh táo, đối chiếu kỹ nhằm tránh bị kẻ xấu lừa đảo. Ngoài ra, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân một cách tùy tiện, tránh những sự việc không mong muốn.
Liên tục chương trình trưa nay là một số thông tin đáng chú ý sau đây. 3 người ở Kiên Giang nguy kịch do ngộ độc rượu. Bé trai 4 tuổi bị xe tải tông tử vong sau khi ngã ra từ xe máy. Một đối tượng lãnh 12 năm tù vì dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Các trường hợp ngộ độc rượu vẫn tiếp diễn cho thấy là người dân cần phải thận trọng trước nguy cơ này. Tại Kiên Giang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh này cho biết vừa tiếp nhận điều trị cho 3 người dân ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nghi bị ngộ độc rượu. 3 bệnh nhân gồm anh NHT 39 tuổi, anh HVL 45 tuổi và anh NTH 44 tuổi. Cả 3 nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, lơ mơ, được chẩn đoán ngộ độc methanol. Những người này là thợ xây, trước đó đã tổ chức uống rượu sau khi hoàn công. Theo bác sĩ Dương Phước Đông, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, 3 bệnh nhân trên tụt huyết áp và tiên lượng nặng. Các bác sĩ liên tục theo dõi và lọc máu để cứu chữa cho các bệnh nhân. Qua đây thì các bác sĩ cũng khuyến cáo là người dân sau khi uống rượu, nếu có biểu hiện mờ mắt, đau đầu hay là khó thở thì nên đến ngay bệnh viện cấp cứu, tránh chậm trễ dẫn đến nguy kịch. Thưa quý vị, tối qua một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên đường tỉnh 741, đoạn qua khu phố Bào Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo 2 con nhỏ ngã ra đường, bị xe tải từ phía sau tông trúng khiến bé trai 4 tuổi tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối qua, xe tải mang biển số 47H02826 lưu thông trên đường tỉnh 741, hướng đi từ huyện Đồng Phú đi tỉnh Bình Phước, đi tỉnh Bình Dương, đến khu phố Bào Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Chiếc xe máy mang biển số 93M1-10182 do người phụ nữ chở theo 2 con trai nhỏ, 1 tuổi và 4 tuổi, lưu thông cùng chiều phía trước bất ngờ ngã xuống đường. Trong đó cháu bé 4 tuổi ngã ra phía ngoài, bị xe tải tông tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, chỉ với 10 triệu đồng tiền vốn, Triệu Đại Hùng, 33 tuổi, ở phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, đã lừa 2 nạn nhân là chị em ruột 5,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Hôm qua, bị cáo Hùng đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 12 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo cáo trạng, cuối năm 2019 do cần tiền trả nợ và làm ăn, nên Triệu Đại Hùng nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế chấp cho người khác vay tiền. Sau đó, Hùng lên mạng đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá 10 triệu đồng. Từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 đến ngày 1 tháng 6 năm 2021, Hùng dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền 5,5 tỷ đồng, rồi bỏ trốn lên thành phố Hồ Chí Minh làm thuê và xuất cảnh sang Campuchia. Ngày 20 tháng 12 năm 2022, Hùng nhập cảnh về Việt Nam, đến xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai làm thuê thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Còn tại Đà Nẵng, Tòa án Nhân dân thành phố này vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm bị cáo cùng trú tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi về tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản, gồm Lê Văn Hiền, 34 tuổi, 13 năm tù, Nguyễn Văn Quang, 33 tuổi, 6 năm, 6 tháng tù, Phạm Minh Tú, 26 tuổi và Đồng Giết Mạnh, 25 tuổi, cùng 6 năm tù, Nguyễn Rubin, 32 tuổi, 9 tháng tù treo. Theo cáo trạng, chiều tối ngày 15 tháng 3 năm 2022, tại quán nhậu trên đường Xô Diếp Nghệ Tỉnh, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Trường trú tại địa phương tổ chức tiệc sinh nhật cùng nhóm bạn, trong đó có Bin, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Tấn Quy. Tại quán lúc này có Hiền, Tú và Mạnh. Sau đó, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Nhóm Hiền bỏ chạy và gọi điện rủ thêm Quang và Đông chưa rõ lai lịch đi trả thù. Trở lại quán nhậu, Hiền và Đông cầm dao xông vào chém nhiều nhát vào vùng đầu của Bin, Toản, Quy gây thương tích. Còn Quang giá kế ném vào nhóm của đối thủ rồi bỏ chạy. Bin, Toản, Quy được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiền gọi thêm người đến bệnh viện tiếp tục gây sự. Lúc này trước cổng bệnh viện có anh TAP trú thành phố Đà Nẵng đang ngồi trên xe máy nói chuyện với bạn. Nghĩ là nhóm đối thủ nên Hiền xông vào đánh khiến anh B tháo chạy. Nhóm Hiền dùng dao đập phá xe máy của anh B làm xe hư hỏng nặng. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn trồng ra những loại trái cây sạch, an toàn sức khỏe người tiêu dùng và chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển, 17 thành viên hợp tác xã cây ăn trái sạch, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã xây dựng mô hình nông sản sạch để cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển hợp tác xã. Nghỉ hưu năm 2008,
Đến năm 2012, cô giáo Trần Thị Việt Anh bắt tay cải tạo vườn trồng ăn trái. Bà chọn cây bưởi để lập nghiệp làm vườn. Giống bưởi da xanh mua từ Bến Tre phù hợp với vùng đất này. 3 năm sau bắt đầu cho trái. Hiện bà duy trì 200 gốc bưởi, 200 gốc mít và 300 gốc ổi trong diện tích 2 hectare. Ở tuổi 69, bà Việt Anh cùng nhiều người có cùng niềm đam mê làm vườn thành lập hợp tác xã cây ăn trái sạch Khánh Hưng. Hiện có 17 thành viên với diện tích sản xuất khoảng 50 hectare, trong đó hơn 25 hectare đất trồng cây ăn trái. Ăn trái cây sạch dù có thể mắc hơn, nhưng mà chúng ta được sức khỏe, đúng không? Mà đó là tài sản lớn nhất. Có sản phẩm thôi, nhưng mà làm cái sản phẩm nó có giá trị thật sự. Mà cái giá trị đó ngoài cộng đồng, giá trị đó là đến người tiêu dùng mới là cái đích cuối cùng. Tham gia hợp tác xã từ năm 2020 với diện tích khoảng 300 m², ông Lưu Giang Hoàng đã thử nghiệm nhiều loại cây trồng. Sau khi thất bại với một số loại cây trồng, năm 2021, ông chọn nho để tiếp tục thử nghiệm. Ông mạnh dạn đầu tư mua cây giống, lập vườn, nhà lồng, quá trình trồng thử từ 5 loại giống, đến nay còn 140 gốc nho kẹo và hạ đen phát triển tốt, cho trái, khẳng định hướng đi đúng của ông Hoàng. Ráng mài mò rồi chúng ta phải ghi chép lại khi chúng ta bón cái gì, sử dụng cái gì, rồi để sau này chúng ta nhận định qua một vụ chúng ta còn khiếm khuyết cái gì. Sau 2 năm thì chúng ta đã thấy được cái chúng ta làm, nó chúng ta bổ sung trở lại là hiện nay thì nó đã hoàn thiện về cái kỹ thuật làm trái. Thì trước mắt tôi đang muốn làm thí điểm chỗ cái vườn nho. Với cái dạng đón du khách một cách đơn giản nhất, trồng thêm một số mặt hàng như các anh thấy hình đó, gieo dưa lưới rồi đó, ha, nhanh. Rồi là trồng số hoa kiển, rồi một cái mặt nước trồng quả súng thôi. Tức là nghĩa là làm sao có những cái cảnh quan để anh em du khách đến chụp hình. Trước đó là mình bán một sản phẩm, rồi sau đó tôi điều sản phẩm các cái vườn khác về đó. Đúng không? Thí dụ bưởi, thí dụ ổi, thí dụ mít. Ước mong tạo ra nông sản sạch cho những người nông dân thêm vững vàng từ mô hình kinh tế tập thể. Tại hợp tác xã cây ăn trái sạch Khánh Hưng, các thành viên cùng chia sẻ với nhau kinh nghiệm sản xuất, đoàn kết tìm đầu ra và những hướng đi mới. Còn tại Đồng Tháp, năm 2022, huyện Lai Vung đã thành lập 12 tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các tổ viên. Mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả khả quan. Và sau đây là ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Đây là công việc thường xuyên của các thành viên trong tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp xã Tân Dương. Được thành lập giữa năm 2022 với 24 thành viên, tổ đã giải quyết được bài toán thiếu hụt lao động trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Từ khi tổ dịch vụ kỹ thuật hoa kiển này thành lập, thì coi như là tôi thí dụ cần, tôi có liên hệ với anh em để anh em có sự hỗ trợ ngoài cái sữa kiển đó. Nhưng mà thí dụ mà tôi muốn thuê người lao động gì đó thì trong cái tổ này người ta cũng giới thiệu giùm cũng được. Hay là tôi muốn vận chuyển cái nguồn hàng của tôi vậy thì trong cái tổ dịch vụ này nó cũng có một cái nhóm. Thành viên của tổ được đào tạo tập huấn chuyên về các hoạt động sản xuất nông nghiệp, phục vụ chính cho nhu cầu chăm sóc hoa kiển của người dân trên địa bàn, nên việc làm và thu nhập của các tổ viên luôn ổn định. Ra đời cái nhóm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp của xã thì em tham gia vô đó. Công việc hàng ngày của em hiện tại là đi sửa mai cho những người ở xã. Thu nhập một ngày của em là 500 ngàn. Thì cuộc sống hiện tại là ổn định hơn lúc trước rất là nhiều. Mục đích thành lập hồi nãy thì đem lại cái hiệu quả là ổn định đời sống cho mấy anh em. Rồi các anh em là ở ổn định tại địa phương, không có đi làm ăn xa. Thì thời gian sắp tới thì gồm có cái nhóm chuyên môn thì anh em sẽ trao dồi kinh nghiệm, mở rộng cái thị trường sang các địa bàn, các xã lân cận, phát triển thêm và kiện toàn các thành viên trong cái tổ hội mình ngàn cần đông đảo để là cung ứng cái nói chung là cái nhu cầu ở lao động ở xã của mình. Toàn huyện Lai Vung hiện có 12 tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp ở các xã thị trấn. Tùy vào thực tiễn của địa phương mà mỗi tổ sẽ hoạt động với những lĩnh vực khác nhau thông qua những thế mạnh của từng thành viên. Sự ra đời của các tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp đã giúp thanh niên địa phương có công việc tốt và thu nhập ổn định. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.